Cùng mang truyền thống miền Trung cách mạng tân trào lịch sử, lại phải vượt qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho cấp viên Sơn Dương đã khu vực sạt có cho tổ chức thành viên hoặc hiệu quả công việc tuyên truyền vận động cho tập hợp lưu hoàn dân học lành đuôi mòn nội dung hình thức hướng mạnh lần cơ sở sau cho bán mừng góp phần dùng đời an lành khối đại đoàn kết liều chỉ sục toàn tổng thuận ủng hộ họ ngàn dân trong mây chăm siêu hết nó sau cho hân yếu thế hào cón của ấn đảng chính quyền mắn mạnh cùng mạnh kinh tế xã hội cục đời công việc chính trị giàu đời bền cùng mạnh khối đại đoàn kết liều chỉ sục nghìn càng mắn đời. Làn sợi nấy xin mong ước hong cả làn ông Trần Ngọc Giáp dù bán khâu lấu sở bình yên viên sở dương qua ủy ban mặt trận tổ quốc viên bởi vừa qua làn ông đã hỗ trợ 80 triệu môn tá sẻn quỹ hong trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam còn trồng mây cóp lanh hong bên ủng bán mưng xin nâng hong hân làn làn ông đã cục đáy rát an làn dầu mán hơn vạt rất bạc mét vùng nấy xin nguồn cổ vũ khích lệ bực có nông sởn làn thì ọc lành vươn hấn cụ mảnh kinh tế. Cảm ơn tá Trung ương Hội lên Đảng, Chính phủ đã quan tâm lên Lan Hàn Cầu, nấy xin rất an động lực tiêu của cục an tiện anh, động viên được Lan cục kín. Xì an xa nở mình là an hó. Mày hăng chọc là an hó, đấu trợ cục mò sau xuôi làn sầu, hay thìn, ọc lành ăn quyết tâm sang, hong cấp ủy, chính quyền, sau an học quốc hong mặt trận tổ quốc sau số tổ chức thành viên. Trần Lan đại đoàn kết, đại cục, hỗ trợ tá nguồn quỹ về nó, áp bệnh kèm nghĩa tình. Mấy đùi hai thiên an tham tỏ phẹ, tỏ thưng, hòng đều sở hồi, nâng tiếp thèm lành, động viên khuyến khích là nó, học lành cục công cục kin, vừa đấn ọc khỏi hó, cuốn xin đẹp nghìn càng đời hơn. Lúc nấy làn câu mấy làn dầu liệu câu chị ngấm lên cục kin nâng lầy, tiêu giỏ mạnh hơn. Trong năm qua chúng tôi nhớ là trong ban công tác mặt trận đại bởi vừa qua lào đại ban khu vực mặt trận xây tuyên truyền vận động pê nùng hân dân để xây chuyển đổi cơ cấu bọng mười hèn sừng đảm bảo hai công việc cụ mạnh kinh tế lan hẳn tiêu cấp vân hào công việc áo lông làn hó hòng bán giảm nghèo trong thôn bình nhiên nghỉ nấy đang mẹn thay đổi bực để xây đại cụ mạnh kinh tế xã hội xây đẹp cụ cải lành săn hong pinung chú chiên sục đầy sợ nghìn càng đuôi mọ sau đó ăn phẳng từng giò ta cái lời bình nhiên vạn nâng xị ăn sợ hó hong viên sử dường với phân lai xị đẹp hong pinung ảnh học cúc nà đái là hong cận trình độ cô kinh sơ vịch áo dùng chú tiến bộ khoa học kỹ thuật đài đầu tư thâm canh cho các mệt vọc xị mang đáy cụ mạnh bây nem háo cho mục tiêu nghị quyết hong đảng bộ mặt trận tổ quốc sợ cón cho thành viên xị đã tập trung lồng lên cơ sở tiêu tuyên truyền vận động dân dùng đôi tiềm năng lợi thế hồng lầu họ tập trung cục mạnh kinh tế cục nà kèm mướn cục kiên hàng hóa tập trung lấn cón chương trình mục tiêu lan hùng cuốn bán mưng cục nà mọ hèn lấy xe đòn bẩy tiêu bàn giang áo trang xì đẹp hồng dân rồi đầy sợ đáy mán đời. Đối với ủy ban mặt trận tổ quốc xã thì cũng bám sát vào nghị quyết của đảng ủy thể chế hóa ra là các chương trình và thực hiện còn ủy ban mặt trận tổ quốc xã sư pê nem hóng nghị quyết hong đảng ủy thể chế học cho chương trình sau cục đưa cho bắt vận động hong mặt trận tổ quốc cấp vai khởi nọ học đại xin nghị quyết hong đảng ủy đại cục mạnh kinh tế xã hội quấn bán mức cụ đảng họ sự tập trung háo tuyên truyền vận động nhân dân cục đưa công việc giải phóng tôn tực tiêu cục tăng lan bày hong bán mưng vận động nhân dân ủng hộ sau vận động nhân dân cục là văn hóa hong bán mưng vận động nhân dân là xây dựng nhà văn hóa thôn bản. Từ cáng cục đề án xóa làn dầu tầm lùi về án hó đã pay phong xin lên speed lên pay phong xin lên người xịp á công việc vận động quỹ về hó chương trình an sinh xã hội chăm siêu án hó cho đối tượng yếu thế giàu đời xã hội suy đáy ủy ban mặt trận tổ quốc châu cấp giàu đời viên giỏ lớn giàu cuộc đời đại pay phong xin lên nghiệp làm bình vịch tập trung lêu chúng nguồn lành giúp hài cho hoàn cảnh hó làn dầu, con phương châm công khai minh bạch rõ ràng. Ủy ban mặt trận tổ quốc châu cấp dầu viên sở dương đã cố vịch con chính quyết châu xa hoặc hèn thỏi sau thống kê khai làn hần
làn tầm, lù vầy đều hỗ trợ, đảm bảo hợp quán mới hiệu quả. Trung nguồn lành đời bầy đã hỗ trợ cục sau xuôi làn, đáy làm bạc xịp làn, hái hân hó. Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên để tuyên truyền nhân dân thực hiện các cái tiêu chí và những cái xã. Mặt trận Tổ quốc huyện đã cùng với con cho tổ chức chính trị xã hội, cho tổ chức thành viên tiêu tuyên truyền nhân dân, cục cho tiêu chí, sau cho xã phấn đấu đạt đại bán mức cục làm họ, ta bày lòng xin lời người Việt, lời bày lòng xin lời người xịp há. Trình xin cho tiêu chí mặt trận cục, xin tiêu chí môi trường do an toàn thực phẩm, sau tiêu chí làn dầu. Anh Háo tiêu chí nấy mặt trận đã họp cho phong trào tỏ thi, sau chỉ đạo ủy ban mặt trận châu sở. Cục vịt có cho tổ chức chính trị xã hội, cho tổ chức thành viên xe cả cấp từ tuyên truyền vận động án ủng hộ hòng cho doanh nghiệp, sau cho hân hảo tâm, có phần nghìn công, hòng lại hân, hòng dân tiêu háo cón cục hấn. Cho tiêu chí hòng châu sở đạt đại bán mức cục nằm họ, hòng giai đoạn lòng xin lời người xịp ít, lòng xin lời người xịp á. Cục mình thành săn sáng tạo. Sau cơ quan hòa dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Vinh Sơn Dương đã họp cho bắt vận động cho phong trào tỏ thì sau đợt đáy là kết quả đáng ghi nhận. Đại cận, từ cá nhân an họ vạt hòng bắt vận động liên dân đoàn kết cuốn bán mưng cục nạp mỏ đô thị văn minh. Điển hình, nâng dự bán thượng ấm, giờ thượng ấm. Đại ná là bởi vụ quả, qua ban khu vực mặt trận sở chủ đoàn thể, hân dân do đại bán đã tập hợp đáy an lành, hòng lương dân, trông lanh, tổng khăm, quấn bán mương cục nạp mỏ. Chủ bán đã cơ bản cục đáy liều tăng lần bay ọc nà cục làm văn hóa sau cho phân vịch hòng chương trình còn có phân hòng chất hẳn. Mặt trận Tổ quốc xã còn ban cục vịch mặt trận hòng chủ bán xì cục vịch tòa sau vận động hân dân học lành học con có phân nghìn công vật liệu nguyên liệu tiêu cục làm văn hóa lò bê tông tăng lần bay bán mưng xuôi cục xanh mưng nôm con lành săn huy động lều chống ngân lành, kem phương châm, hân dân cục là nùm hỗ trợ. Trong thôn là xây dựng đời bán, cuốn quân viên ấy xin lều pet xịp trụ môn, với nung xin tổng khăm, nừng góp phân, đáy đời, sau đặt đáy kết quả làng. Tá lốc xa chuẩn bị toán nhân bán mức cục nằm mọ, sư ban khu vực mặt trận Hồng Lao xin phè nhóm bọc, phè cục làm nhóm, ăn tết xin tiêu các quản lý to tăng lần hòng lào, từ người xin tập trung kiếm xanh tăng lần bày hòng bán mưng, kèm hàng kỳ sau tuyên truyền vận động quyên ung học vạt bọc cờ phạc màu từ cục mình kinh tế áo tràng thâu nhập hải cho lan hẳn để phát triển kinh tế thêm tăng thêm thu nhập cho gia đình. Còn việc tuyên truyền vận động hàng dân góp phần cùng mình cơ sở hạ tầng hòng bán mưng là bởi vụ quả, mặt trận Tổ quốc châu cấp viên Sơn Dương xin đang tập trung tuyên truyền vận động dân học lành chủ đu cơ cấu bọng mì hèn sừng kem hướng cục kiên hàng hóa tiêu ón tăng thu nhập lươn bán đồng bèn ăn bán điển hình đã cho phong trào tỏ thì giàu đời xã lao lộp đái ăn không khí cục công cục kiên lốn lạc con hơn rất bạc khá xếp đàn hẳn vươn lai xi tá cục nà cục đồng từng xi đẹp hoa nần đồn ấy xi lang hơn con tính trồng hòng đều xã. Cái nừng cho bơi con, cụ kiên, xê đuôi cà hù, lâu nhập mới đây làng. Sư lúc nấy, bên ông đã thay đuôi nhận thức sau tập quán cụ kiên. Hân dân đã ná dùng khoa học kỹ thuật, thâm canh tiêu cục thèm vụ, áo làng năng suất cho cả mì bọc. Bơi con, ọc lành, chú đuôi cà bọc cho cả phạc màu tiến nghiên, từng áo thoi hiệu quả kinh tế làng. Từ ngày bà chuyển sang trồng cây ớt này, mình cảm thấy là cái... Ta nghiên đùi cà bọc cả măng chiều nấy, lỡ thiên măng chiều nấy mà năng suất tiền hai hơn, sau cùng mạch kinh tế hay bên ủng, đã ăn hòng xì thuận lầy. Chứ công ty háo, tiêu áo lươn hay bên ủng, kiến thức, tiêu bên ủng mới sâu nhập làng hơn. Bà con đây vẫn cứ loanh quanh cái lúa và cái ngô thôi, nên là cuộc sống, đời sống bà con. Cái bê con, bên ủng giờ để bán xì, cục quàng quàng con cơ hù, cờ mạch, với cần xì đẹp lộp lại ăn hó. Lòng tham bê cái nấy, bên ủng xì áo cho cơ mười vụ làm háo bọc. Lần đấy, bên hùng xin mời xin đẹp đáy đời hơn, làng hơn còn hàn xì. Với con công việc tuyển truyền vận động nhân dân, cụm anh kinh tế xã hội, quấn bán mương cục nạp mỏ. Mặt trận Tổ quốc Vinh đã cụm anh an tiên dân tranh đài họp cho công việc nhằm cụm anh dân chủ, thay ná, dự quyền số lịch hợp pháp tranh đáng họ dân. Đài bởi vừa qua,
Mặt trận Tổ quốc cho cấp Devin đã cuộc đời công việc tham mưu hay cấp ủy, công việc con chi quyền cho tổ chức thành viên, đài họ công việc mặt trận, cuộc đời cho chỉ thị, nghị quyết, hòn cấp ủy, ban hành chương trình công việc thống nhất, công việc nèm có tình kế lại, cho phong trào tỏ thị yêu nước, cho bặt vận động, đòi học bực phạt, áo thoa hiệu quả đời, góp phần cùng công việc cùng mạnh kinh tế, xã hội, giàu cho xã. Mặt trận Tổ quốc xã là bám vào năm cái nội dung trong cái cuộc vận động. Thì năm 2023 thì quan tâm chú trọng nhất là của mặt trận là thực hiện cái phong trào Mặt trận Tổ quốc xã dịp anh em há nội dung đài bặt vận động bày lòng xin lên Islam do lên tế ít hòng mặt trận xin phong trao tuyên quang trong mây xử lý rác thải sau phòng phin rác thải rừng đài bày lòng xin lên Islam sư đại là phấn đáy lòng mùi tế xì mùi xử lý rác thải thâu cóp rác thải rừng tiêu cóp quỹ từ người xì mùi thồng rác làn hẩn dầu làm bán mưng để sợ sau dư đáy rất mùi cực quản đài xử lý phan hữu cơ dầu nguồn lần liều pay sẽ đạt đáy là kết quả đáy nhân dân tổng làm ủng hộ đạt nhiều rất là kết quả được nhân dân đồng tình rất là ủng hộ cao từ cáng đài cho pay vượt quả mặt trận cho cấp để viên đào lành vận động nhân dân cục cho phong trào tỏ tiểu nước cho bạt vận động nâng bạt vận động nhân dân đoàn kết cuốn bán mương cục nằm mỏ đô thị văn minh hàng Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam phong trào đoàn kết sáng tạo với con để mạnh của việc tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, giao lưu nhân dân, cục lân đối, chủ trương, hòng đảng, chính sách, pháp luật, hòng làn nùm. Cùng hành ăn tiền dân, hòng lực lượng cốt cán, hân mũi tín, chuẩn tiêu biểu. Cùng hành khối đại đoàn kết liều chỉ sục, học lành học con hiệu quả bật vận động cho phong trào tỏ thiếu nước, lân con cục cho công việc chính trị, hòng viên. Trên một trận của quốc huyện là tập trung trọng tâm vào các cái nội dung mặt trận tổ quốc viên do lên trình cho nội dung đài là bắn mùi cơ quản cục cho phong trào tuyên quang chống mây xử lý rác thải sau phòng phìn rác thải rừng lúc nấy dầu viên sơn dương đã lắp hấn đáy lời bạc mùi đài càn mới hơn tam bạc mùi cục vịt nền hết cục công vịt lâu cóp sau phải loại rác rừng do cái cặn dư mặt trận viên cục vịt có cho tổ chức chính trị xã hội cấp viên tiêu lắp hấn cho tuyến tân lân và đang lân điện chiều lòng cho xã đặt đáy bán mương cụ nả mọ để đảm bảo tiêu chí bán mương cụ nả mọ kèm nghị quyết kế hoạch hòng bán thường vụ huyện ủy có mục tiêu cuốn khối đại đoàn kết liều chỉ dục nghìn càng mán mạnh mặt trận tổ quốc cho cấp hòng viên sơn dương sẽ ấm tăng hiệu quả tuyên truyền vận động tập hợp liên dân cùng mình sao dùng đời an lành đại đoàn kết liều chỉ dục cùng mình xanh săn sáng tạo sau cơ quản hoa dân hoa cục cho bắt vận động cho phong trào tỏ thiếu nước sự áo thang cho mô hình bán mưng cơ quản dầu để viên cuộc công việc dân chủ thay ná dư quyền số lịch hợp pháp trình đáng hoa dân sau cuộc đời công việc giám sát phản biện xã hội con đảng bộ chính quyền viên sơn dương hội thắng lợi cho công việc cụ mình kinh tế xã hội quyết tâm cụ đề hấn viên đặt bán mưng cụ đảng mỏ học bày lòng xin lời người sĩ bá.